Trang Maxe. Hitman đối đầu Trang Maxe, vòng vào nó một đang có tình huống nhớ map. Phương Liệu đang có nhớ map hay không? Vâng, Trang Maxe đối đầu với Hitman. Vâng, chắc chắn là map đánh rồi nhưng mà có vẻ như anh không nhớ. Vâng, nhét 3 dần vào. Vâng, liệu có nhét được không? Con nô 1 ở nhà nhét cũng rất tốt. Đúng rồi. Hai con dần không phải là quá mắc bình nhưng mà thủ cũng được. Chúng ta xem màn hình máy của game thủ Maxe. Vâng, nghe nô 1 nói thì bên kia một có nhà rất gần nhà anh. Không biết có phải không? Còn nếu như gần thì khả năng họ sẽ ở trong góc 3 giờ. Khả năng thôi, không biết có phải không. Vâng, Quyết. Vâng, Quyết alo đại ca Vơ. Vơ học gì ra đấy, Vơ học công nghệ thông tin, trường Phương Đông. Vâng, một nhớ map thật. Vâng, một map là 4 voi của Maxe, một quả. Vâng, thế thì mát. Vâng, vẫn còn hai con nữa cơ, cứ bình tĩnh. Vâng, như vậy là map 6 voi. Thế một bảo vậy. Không biết có phải gió không, nhìn nghe mát lắm. Vâng, nghe mát lắm. Ô, cẩn thận nhá. Một con dốc nó gọi là không vô hình lắm nhưng mà rất là cao. Vâng, voi húc thì cứ cộng được cộng đam. Rồi, tươi. Vâng, làm con voi nữa cho nó mát. Vâng, tránh đi tình trạng mà ăn chanh. Bên kia thì hai ông đều là yêu quái mồm rộng. Ông Văn Lớp thì ăn chanh thì có tiếng rồi. Ông Quýt thì chơi ông Văn Lớp nhiều thì chắc cũng thế. Vâng, có cắt dân quả đi dò không? Không, như vậy là tăng dân chặt gỗ khi mà thấy những cây gỗ đầu nhà mình rất là xa. Vẫn có còn xe để đi dò. Có làm một tên đi dò sát mép bản đồ góc 6 giờ hay không? Rồi, là con voi thứ hai về cực kỳ sớm. Như này thì nó bị nó sẽ bị thối thịt một chút, nghĩa là không ăn được quá nhiều thịt. Nhưng mà cái vấn đề là không bị ăn chanh. Thế là được. Rồi, còn bầy hươu này. Tổng 4 dân quả thôi, không còn quá nhiều dân quả. Vâng, biết Quyết 0968823312 vâng đang gọi cái gì. Vâng, hình như là tặng coi đúng không. Vâng, tặng thì bao giờ cũng nhận thôi, bao nhiêu thì cũng ít. Vâng, đây là một bầy hươu 7 của nô 1. Chiếc VS đầu tiên, không phải một chiếc nhân đôi. Mặc dù gần máy vàng nhưng máy vàng nó hơi xấu. 6 dân chặt gỗ, nó vẻ là hơi nhiều. Chưa ấy thêm đồ ăn. À không, thấy thêm một cái quả rồi. Như vậy là bài đã đủ đồ dành cho nô 1. Không biết nô 1 có dò thêm. Úi sở ơi. Còn nô 1 đã khẳng định là đây đính này chính là cái map anh đánh rồi. Nhưng mà cái vấn đề là bây giờ là anh không nhớ. Còn đợt trước hình như là bi với chip hợp dài nếu tôi không nhập. Còn tôi đánh map này rồi thì phải. Còn cái map này thì bên này thắng chặt. Không không cửa thua. Vơ chơi xít gờ coi. Vâng, Vơ bây giờ trên răng dưới rổ của từ lấy đâu rồi coi mà cho đâu. Bánh Sứ Mốt đang hỏi Vơ bạn trai chưa. Vâng, em đang rất muốn có bạn trai để em có thể gửi tặng bạn trai của em 1M7 à đâu 1M6 tiền mặt. Vâng, như vậy là vừa nói xong điều Văn Lớp ông già ăn chanh. Lúc thánh ăn chanh Văn Lớp. Vừa hút Vina không? Vâng, đang hút rồi. Vâng, mình đang hút Vina rồi. Còn một kích đời rồi, một bài kích đời siêu sớm. Cái vấn đề bây giờ là vâng, nô 1 có cân được 2 hay không? Còn cân 1 nói chuyện là quá đơn giản. Úi giời, chip boy. Chip boy cũng kích đời rồi. Và tất nhiên rồi, đây là bài cầm sen. Hơi nhiều dân thì phải. Tận 26 dân trong tuần thiếu này. Vâng, bãi quả này thì vâng, tí làm một cái ruộng nữa là mắc bêu. Rồi, đánh cùng khá tốt. Hai nhà bên mình đều lên đời rất sớm mà còn tùy với bạn thôi. Vâng, Quýt lại điểm số cực cao. Vâng, chẳng lẽ là cái điểm đi gió. Nó là cái gì nhỉ? Nó là gì đấy? Vâng, như vậy bên họ Roman Hitty cũng khá đẹp. Và đây là nhà của Hitty. Nô một đầu cánh Hitty và khả năng Hitty sẽ hoảng sau từ này. Một lần sớm lắm, một con lực không nhỉ? Vừa chơi đá bao giờ chưa? Với bê tông còn chơi rồi, nói đá. Rồi, đây là đi chọc con dân của Hitty. Chọc, 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 chọc.
công nghệ sẽ đầy đủ. Vâng, còn hai con dân thường hai con để mua ta. Vâng đấy, con dân này sắp hết máu rồi. Đấy, có cần cho nông dân vâng làm tí tiểu xào đập đập mấy phát để cho nó yếu yếu đi xong rồi bắt đầu mới cho giò đập không? Vâng, chưa thế thì hơi xấu với bạn lớp nhỉ. Vâng, nhà của con ấy không được cơ. Đấy, rất hay. Vâng, đây rồi. Nhà của họ cũng có hiêu và có vẻ đang có hốc. Vâng, hát cho em bài. Vâng, thế xin lỗi bạn. Vâng, giọng ca của mình hát thì cũng được thôi nhưng mà các bạn phải trả một cái gì đó. Vâng, không bao giờ các bạn được nghe hát free đâu. Ví dụ tầm 2M, 2M gờ coi một bài. Vâng, tôi hát hai bài tính rẻ 3, tính rẻ 3M. Vâng, tôi ăn được 150 gỗ. Vâng, 200 7 trong nghe như 210 gỗ của bạn lớp rất mát. Ôi, cú hit đấy, cú hit đấy, cú hit. Cục tê hit đấy, bắn đau lắm, đau lắm. Rồi, bạn lớp chết ít nhất là 7 chết ít ít. Vâng, không không chết quá nhiều dân nhưng mà lại mất 200 gỗ, thế là cũng tươi. Bao giờ có làm tân tạt cánh đánh đầu sang bên kia không? Vâng, văn vâng. Đây, bé bé. Đúng rồi. Vâng, đi vào thôi. Thôi thôi, tạt cánh đầu luôn. Thôi, con giò ít máu thôi. 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 Được rồi. Rồi được rồi. Ô tạt cánh luôn không? Ô tạt cánh cái thằng không ăn gì không? Vâng, cái gì này? Vâng, bo nhà hình chữ chữ C. Rồi, tạt cánh đầu luôn. Vâng, tôi bảo tạt cánh đầu luôn từ đầu thì có thể ăn được bánh gỗ không? Quả đang họ không chưa một kịp bánh gỗ nó cẩn thận con giò. Một con giò rồi hơi đáng tiếc. Không sao. Vâng, hai con chém bây giờ lên thì vẫn đi vào nhà của Roman. Đây rồi, tôi đã bảo rồi. Chưa bánh xe. Vâng, phải chưa bánh xe không? Đừng nói tôi là có bánh xe, tôi chưa bánh xe dành quýt. Và quýt sẽ mất hết cái bãi gỗ này, ít nhất là 6 nông dân ở bãi gỗ. Vâng, cho một nông dân ra đi, chỉ vẽ một mục ruộng nữa thôi. Vâng, bây giờ thú bị một tên trèo cánh nhưng mà không vâng, không chết quá nhiều dân. Vâng, ăn thêm vàng. Vâng, Marcel không giữ được dân ở cái chuyện ai cũng dễ. Vâng, rất nhiều quân, vâng, vẩy ra cái ruộng. Vẩy ra cái ruộng. Rồi, chặt cốp. Vâng, sang cứu nó đi. Vừa hát bài thử một lốp, vâng, một lốp không. Vâng, các C của nam ca sĩ Việt chúng ta cao lắm. Vâng, nên là bây giờ ít nhất phải tầm 1M. Hai bài thôi lấy rẻ M rưỡi. Vâng, 2M gờ coi nó rẻ lắm mà. Vâng, và 77 chết rất nhiều quân. Bây giờ thì bị cả 1-1 đẩy luôn. Mà không quá nhiều. Nô đang mất dần thả mình và chip bo sẽ người khỏe nhất cái bản đồ này. Vâng, đẩy đi. Vâng, giáp em ơi. Giáp đi. Vé vé thêm ruộng đi. 1-1 không quá khỏe đâu. Tân đầu của 1-1 đi 2 con cung. Thế vậy văn lớp là sóc 2A đều. Còn nông vụ. Rồi, đẩy thẳng 1-1 nữa à. Ờ, thế liệu có đẩy được không? Rồi, vào đây, vào đây. Rồi, rô đi, rô. Đây rồi. 1-1 không nhiều cung đâu, có 4 cung nào thôi. Mất đây 4 con và đang bị đi. Ồ, cung hit bắn chát thế, chát đấy. Sóc một con, đùa. Và đến với chip boy. Bên ở đây rồi, một nửa vào. Ơ, chém, chém, chém. Rồi, 1-7 sang nơi nhá. 7 khỏe đấy. 7 vẫn có ruộng và vẫn ăn được vàng. Họ chỉ mất gỗ thôi. Nên nhớ cái điều này. Lên giáp em ơi. 7 chém đông lắm, lên giáp đi. Vòng 7 yếu sau tên này. Vâng, chết một vài con dân. Em chéo một tên sang 7 cũng được. Giáp đi nhá. Giáp đi, giáp đi. Giáp đúng rồi. Nô 1. Nô 1 đây. Nô 1 thằng 19 thôi nhưng mà ui giời, mua 7 đúng rồi chết rồi. Mua 7 đúng rồi chết rồi, trận nô 1 chém quá hay. Quấy được nhà 1 và đang chém được yếu nhà 7. Mình chỉ còn được cố gắng đưa quân sang thôi. Cố gắng đưa quân thôi, bên họ thì bây giờ đang có thế yếu hơn khi mà đang nhiều quân hơn thôi té. Vâng té, mà mua 7 yếu lắm. Mua 7 không khác gì Max C khi mà dân không có ánh xe. Rồi, thôi thôi thôi. Ồ, mất tham rồi. Mất tham từ này rồi. Thế chị boy phải làm nhiệm vụ cân 2 đấy. Mất tham rồi. Vâng, có vàng để lên thì cái giáp 4 rồi. Tôi bảo lên giáp. Vâng, lên giáp sớm thì không phải không chết dân không. Tham lai. Chị boy 50. Vâng, liệu có ốp từ này không? Vâng, cung họ không quá đâu. Vâng, van lớp, van lớp. Van lớp này. Van lớp vậy e rất tốt. Vâng, 3 chữ e cứng kín, vâng như bưng. Rất tốt. Vậy tiếp, vậy. Vâng, vậy e. Vâng, tham ai chưa đè nhiều, nghe chi nô 1 nói về tham có đè 9-1.
Nhưng mà không thể chủ quan được khi mà bên họ có cung tuyển Hetty và chém tuyển Roma. Và Chip Boy sẽ làm nhiệm vụ cân đôi trong tuần này bằng ăn thêm gỗ. Đúng rồi, đúng rồi. Vâng, để em ra bốn đây, ra bốn đây, ra bốn đây. Rồi, thịt nhiều. 5 thì VA đang sóc siêu đều. Bây giờ thì tiếp tục đẩy lên. Vâng, cung của họ đang ở đâu? Nô 1 thông báo cho Chip Boy, cung của họ đang ở đâu? Có nghĩa là cung đang ở nhà rìa. Vâng, nô 1 tham 2, còn 2 chém và đang cố gắng quấy ở nhà đối thủ của 1. Một bài không quá khỏe đâu và khả năng đang nhận đồ của đối thủ của 7. Nhưng mà 7 chắc không có nhiều đồ khi mà 7 đã chết hết bãi gỗ và chết hết bãi ruộng. Rồi, bắt đầu chạy những con đồng dân. Vâng, không quấy được nhiều đâu nhá. Vâng, Chip Boy. Vâng, Chip Boy đang là người to nhất bản đồ. Nguyên kia là hai nhà đang to đều. Mô 7 chỉ còn khá đông chém. Vâng, gỗ 2 em ơi. Gỗ 2 đi nhà em, kín đi hết cung đi em. Gỗ 2 chưa? Tăng chiếc nhà bè thứ 6. Cũng dễ hiểu thôi, nhà Chip Boy rất kín và cứ đi hết cung là được. Vâng, van lớp này, van lớp này. Vâng, đi điều cung nhá. Vâng, tương này không còn nhiều chém đến từ mô 7 đâu. Vâng, chơi được. Chơi đi. Chơi đi, chơi chơi chơi. Vâng, bắn cung vào thôi, họ chỉ đảo thôi mà. Bắn đi, bắn đi, bắn. Vâng, đấu cung thì họ lực khỏe sao mình. Vâng, mình chết một con thì mình nở được 6 con, rồi chết một con thì họ chỉ nở được 4 con thôi. Vậy cứ thế đẩy vào nhà. Vâng, cứ thế đẩy gây áp lực. Vâng, không bị quấy một tí gì đến từ mùa 7. Khi mà văn vâng nô 1 đã làm rất tốt ở trong thời điểm đầu. Vâng, B họ có 3 con chém. Ba con chém. Vâng, văn lớp vẫn đang thả diều thả dụng. Thả diều này cung hít này. Cứ dã vào thôi. Cứ đẩy lên thôi là họ sẽ quýt. Không còn quá nhiều quân đến từ văn lớp. Văn lớp lại phải lùi. Vâng, liên tục phải lùi. Đừng để nó to lên, vâng, ép liên tục. Ép vào nhà chứ không phải ép, vâng, không phải đuổi theo cung làm cái gì cả. Vâng, ép. Vâng, ép vào nhà của họ. Đúng rồi. Một nửa đứng trên dốc nhá, một nửa đứng ở dưới bán thôi. Kìa. À, chưa về. Vâng, nó 1 thì yếu rồi, nó 1 tham bao nhiêu nhỉ? Vâng, nó 1 tham 3. Vâng, màu 1 đang nở ra. Nhưng mà màu 7 đã cực yếu rồi. Nó 1 tham, màu 7 tham tầm 10. Vâng, Chip Boy đang vẫn công vào nhà của màu 1. Có tách mấy con vào móc máy không? Họ có bãi ruộng ở ngoài đấy. Vâng, bây giờ họ đang muốn làm một tuần ốp. Vâng, liệu ốp không? Chơi đi. Vâng, cùng mình gấp đông gấp đôi. Vâng, thì đỡ làm sao đây? Thì điều này. Vâng, văn lớp đang 1 con và điều với 10 con. Vâng. Vào đi, vào. Và như vậy là quit resize 3-2 trong xe đấu thứ 3 và tỷ số VC thì là 2-1. Và chúng ta sẽ đến với xe đấu thứ 4. Vâng, rất gay cấn trong xe đấu này và rất căng thẳng.